máy nha. Chào các bác nhé, em test cái nắp bệt Toshiba này. Mã là SCS-T141. Hàng này là hàng giá rẻ này. Bình thường như con này là đang bán tầm giá 1,4-1,5 triệu nha. Cuối năm là đầu xuân là em bán giá 1,2 triệu. Bảo hành 6 tháng. Bác nào không cần bảo hành thì giá 1 triệu. Bác lưu ý là giá chưa bao gồm phí ship nhá. Còn hàng muốn em gửi đi thì đầy đủ cả ốc rồi dây cấp nước, các bác phải chỉ việc lắp thôi. Em hướng dẫn các bác sử dụng luôn nhá. Nút stop này, giống như tất cả mọi chức năng cái nút giống như tất cả mọi cái bệt ấy. Cái nút ngoài cùng này. Đấy là nút stop, khi mình dùng xong mình nhấn nút này tắt đi. Đây là nút vệ sinh chung này. Đấy, biểu tượng hình cái mông này. Biểu tượng hình cô gái, đây là chức năng vệ sinh phụ nữ này. Hai cái nút này là điều chỉnh áp lực nước. Đấy. Tăng mạnh nhẹ. Hai cái nút sang ngang này là điều chỉnh độ dài ngắn và cần phun. Cần phun đấy. Tí em chỉ cho bác xem. Đây là của nước nóng này. Đấy, nó có ba đèn nhá. Nhẹ này, trung bình này, mạnh này. Vậy là tắt đi này. Đây cũng vậy, đây là sưởi ấm chỗ ngồi. Nó sưởi ấm cái bệ ngồi này nhá, đã nóng rồi này. Bây giờ em sẽ sửa chức năng này. Chức năng vệ sinh chung này. Nước rất là mạnh nha. Đây em quay nước các bác xem, rất là mạnh này. Đấy. Có cả massage nữa này. Ô con này nhiều chức năng thế nhỉ. Nhấn hai lần là chức năng rửa massage nhé. Cái cần chạy đi chạy lại này. Không massage nữa này. Đây là điều chỉnh cần dài phun dài ngắn này các bác. Nhìn thấy cần phun nó ngắn lại này. Đấy. Dài ra này. Đó, thấy không? Chuyển sang vệ sinh phụ nữ này. Nó rửa một cái cần ở dưới cùng nhá. Nó phun ra thêm một cái cần bé này nó rửa này. Cũng có massage. Đấy. Đây là cần phun dài ngắn cũng điều chỉnh được như bình thường. Đây là áp lực nước mạnh nhẹ. Nước đã nóng rồi này. Khi dùng xong thì mình nhấn nút này. Stop. Thế là xong. Con này xem nào. Con này cũng có khử mùi nhé các bác nhé. Con này cũng có khử mùi đằng sau này, cục khử mùi của nó đây này. Nó có một cái quạt bên trong nó hút qua một cục than hoạt tính của nó. Con này đời 2009. Công suất của nó là 417W này. Đây. 417W nha. Còn nếu mà sử dụng bình thường chỉ có 50W thôi, nếu mà không sử dụng chức năng sưởi ấm chỗ ngồi với nước nóng. Rồi. Rất nhiều hãng bệt. Chào cả nhà nha. Chúc mừng. Bác nào muốn bệt đời cao hơn, đắt hơn thì dùng em này. Toshiba đời 2013. Như em này đang giá 2,4-2,5 triệu. Còn mấy cái này thì tầm hơn 1 triệu thôi. Chào các bác nhé. Chào cả nhà.